Thực sự nếu chúng ta cần một chiếc xe 7 chỗ số tự động với mức giá cực kỳ hợp lý và một chiếc xe nhập khẩu bảo hành lâu dài 5 năm, thì đặc biệt hiện tại bây giờ không có chiếc xe nào đáng để chúng ta cân nhắc như chiếc xe Hyundai Stargazer tại thời điểm bây giờ, với giá niêm yết từ 489 triệu tới 599 triệu tùy phiên bản, tùy công nghệ, tùy option, thì chúng ta đã sở hữu được một những chiếc xe MPV 7 chỗ rất là hợp lý nha quý anh chị. Đặc biệt nếu chúng ta cần một chiếc xe 7 chỗ số tự động mức giá rẻ để chúng ta chạy kinh doanh dịch vụ, thì Stargazer bản tiêu chuẩn và Stargazer bản X đang được để chúng ta cân nhắc nha quý anh chị. Thì đối với phiên bản Stargazer bản tiêu chuẩn, nếu chúng ta làm bảy người tính chỉ có 523 triệu thôi. Còn khách hàng làm bảy Hồ Chí Minh là 552 triệu nha quý anh chị. Nếu chúng ta vay 85%, nếu khách hàng ở tỉnh thì chúng ta sẽ trả trước 123 triệu. Còn khách hàng ở Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ trả trước 142 triệu nha. Nếu chúng ta vay trong 8 năm, tháng đầu chúng ta sẽ trả là 7,2 triệu. Còn đối với khách hàng mà mua xe trả góp thì chúng ta phải mua thêm bảo hiểm cũng như là sử dụng phí dịch vụ đăng ký xe của bên em ha. Đó là đối với Stargazer bản tiêu chuẩn nha quý anh chị, với là mức lăn bánh tầm khoảng 530 triệu là chúng ta sở hữu chiếc xe 7 chỗ số tự động rồi. Rồi Stargazer X phiên bản lăn bánh tỉnh là 594 triệu, còn lăn bánh Hồ Chí Minh là 623 triệu nha quý anh chị nha. Nếu chúng ta vay 85% thì khách hàng ở tỉnh thì chúng ta sẽ trả trước 139 triệu, còn khách hàng ở Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ trả trước 158 triệu nha. Nếu chúng ta vay trong 8 năm tháng đầu thì chúng ta sẽ trả là 8,2 triệu, với mức trả góp rất là hợp lý và rất là thấp để chúng ta có thể sử dụng chiếc xe 7 chỗ khá là nhiều công nghệ và được vận hành cực kỳ tiết kiệm nha quý anh chị. Thì giữa phiên bản Stargazer X và phiên bản Stargazer tiêu chuẩn thì phiên bản Stargazer X nó thay đổi về ngoại thất cũng như nội thất, nó thay đổi cũng khá là nhiều nha quý anh chị. Đặc biệt Stargazer X thì chúng ta sẽ có thêm các trang bị an toàn nhiều hơn, và ngoài ra có thêm phanh tay điện tử, rồi ngoài ra chúng ta sẽ có thêm start top, có thêm đèn đầu từ xa, có thêm cảm biến xuất lốp, ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm đèn led, rồi cảm biến lùi, camera lùi, rồi tính năng giới hạn tốc độ, cruise control. Đó là những trang bị khá là lớn đối với chiếc xe Stargazer X so với phiên bản Stargazer bản tiêu chuẩn, mà mức giá chênh lệch nhau tầm khoảng 80 triệu nha quý anh chị. 80 triệu là mức giá chênh lệch nhau giữa phiên bản Stargazer X và phiên bản Stargazer bản tiêu chuẩn. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tới phiên bản Stargazer X cao cấp, giá lăn bánh ở tỉnh là 638 triệu, giá lăn bánh ở Hồ Chí Minh là 657 triệu nha quý anh chị. Mức giá trên thì nó chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ xe cũng như là phí dịch vụ đăng ký xe nha quý anh chị. Nếu chúng ta ở tỉnh thì chúng ta sẽ trả trước là 150 triệu, còn khách hàng ở Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ trả trước 169 triệu nha. Nếu chúng ta vay trong 8 năm với tháng đầu chúng ta sẽ trả là 8,9 triệu. Đối với Hyundai Stargazer phiên bản X cao cấp này, một chiếc xe rất là nhiều công nghệ, rất là nhiều trang bị nha quý anh chị. Giữa Stargazer X và X cao cấp thì nó sẽ chênh nhau tầm khoảng hơn 40 triệu nha quý anh chị. Nhưng mà Stargazer X cao cấp thì chúng ta sẽ có thêm gói an toàn Hyundai Smart Sense, tính năng hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi lùi, rồi cảnh báo đêm mù, rồi hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động thích ứng, rồi 8 loa Bose, rồi là điều hòa tự động. Đó là những điểm khác nhau giữa phiên bản Stargazer X và X cao cấp. Ngoài ra phiên bản Stargazer X cao cấp thì chúng ta vẫn có thêm đó là cảm biến áp suất lốp, cảm biến suất lốp. So với Stargazer bản X thì chúng ta chưa có cảm biến áp suất lốp nha quý anh chị. Đó là một chiếc xe rất là nhiều công nghệ, rất là nhiều trang bị, và đặc biệt trên này bản này thì chúng ta sẽ có lên tới là 6 túi khí nha. Stargazer X cao cấp thì chúng ta sẽ có tới 6 túi khí. Rồi bên em đã có sẵn tất cả các màu giao ngay cho quý khách hàng, với chương trình ưu đãi cực kỳ tốt trong tháng này. Thì quý anh chị, đặc biệt đối với khách hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh, tại bên em đã có chính sách ưu đãi cực kỳ tốt cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm thì liên hệ em theo số điện thoại phía dưới ha, 0962 385 818. Em là Thuận từ bán hàng tại showroom ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau.